Ngay sau khi cuộc họp trực tuyến do chính phủ tổ chức vừa kết thúc, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã chủ trì cuộc họp giữa các sở ngành và trực tuyến đến các địa phương nhằm chỉ đạo công tác phòng chống dịch của tỉnh trong thời gian tới. Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng cho rằng trong tuần vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã tổ chức cuộc họp và đã có nhắc nhở, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp để chỉ đạo các địa phương tập trung phòng chống dịch. Tuy nhiên đến nay dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm. Sở dĩ có tình trạng này một phần là do một bộ phận người dân và cán bộ viên chức còn lơ là với công tác phòng chống dịch, chấp hành chưa nghiêm các quy định của ngành y tế, nhất là quy định 5K. Cùng với đó là công tác kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh, vi phạm quy định trong phòng chống dịch của từng cấp, từng ngành còn chưa tốt. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đề nghị trong 10 ngày còn lại của tháng 11, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh phải quyết liệt hơn nữa, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm số ca nhiễm mới, giảm ca tử vong. Các ngành các cấp cần tập trung bám cơ sở, chỉ đạo cơ sở để người dân chấp hành thật tốt quy định 5K của Bộ Y tế, đồng thời giữ nguyên cấp độ dịch của tỉnh đến hết tháng 11 và tập trung kiểm soát chặt chẽ vòng ngoài, kiểm tra, rà soát nghiêm ngặt tại các chợ, hẻm, khu vực đông dân cư trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch. Các huyện thị tôi nói thì hôm nay đó thì tôi nói bây giờ tỉnh chúng ta tiếp tục vẫn thực hiện là cấp độ 3 hết tháng 11 này, rồi chúng ta có là tính tiếp. Cho nên là các cái chốt hiện nay tôi nói cũng làm là cũng phải giữ trong là kinh hết tháng 11 này. Còn 10 ngày nữa thôi. Cho nên tôi muốn nói như thế để là chúng ta có cái tập trung trong 10 ngày tới. Cho là coi như là đạt hiệu quả cho nó tốt nhất trong cái công tác phòng chống dịch của mình. Mà hiện nay tôi nói các đồng chí nghe ra, đó các đồng chí phản ảnh bây giờ là tôi nói thí dụ ở thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Gai, có những nơi bây giờ những cái hẻm, cái ngõ, cái ngách đó là bây giờ khi xét nghiệm là coi như là dương tính. Thì cái này các đồng chí thấy được cái chuyện đó rồi thì tôi đề nghị chỗ này nè, đối với là không phải thành phố là coi như Bạc Liêu và Giá Gai không đâu, mà tôi nói đối với các cái huyện thị, tôi nói có các cái chợ đó, mà tôi nói các cái đường vô hẻm vô đó, là tôi nói là các đồng chí phải đi bây giờ coi như thế nào chứ coi không khéo bây giờ là mình làm cái vòng ngoài gốt cùng là cái vòng ở bên trong là nó nằm bên trong, ủ bên trong đó là khi là rồi ấy bắt đầu bùng phát. Thì bây giờ phải chịu khó mà tôi nói ở khóm ấp khu vực gì đó các đồng chí biết hẻm nào hõ ngõ ngách nào hết trơn chứ sao không biết phải không? Nhưng mà chúng ta có cái là trong mình làm trong thời gian qua nó chưa dắt hết, thì tôi yêu cầu đối với là coi như lãnh đạo các địa phương các đồng chí phải chỉ cái đạo này cho nó tốt. Đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần sớm ban hành quy định trong phòng chống dịch, nhất là đối với các hoạt động được phép và không được phép, xem xét tiếp tục giới hạn thời gian hạn chế ra đường vào ban đêm. Các huyện, thị xã, thành phố cần khẩn trương rà soát thật chính xác số lượng tiêm vaccine, không để bỏ sót đối tượng. Đối với các thành viên ban chỉ đạo các cấp đã được phân công phải bám địa bàn, chỉ đạo quyết liệt từ nay đến hết tháng này. Đối với các cán bộ viên chức phải chấp hành thật nghiêm quy định 5K và vận động gia đình gương mẫu thực hiện. Quyết tâm đến hết tháng 11 toàn tỉnh giảm tối đa ca nhiễm mới và hạn chế tối đa ca tử vong do dịch bệnh COVID-19, để trong tháng 12 tỉnh Bạc Liêu xem xét lại về cấp độ dịch bệnh trên phạm vi toàn tỉnh.